Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 26 tháng 5 năm 2023. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới khu vực Nam Mỹ. Chính phủ Peru tuyên bố không tiếp đón tổng thống Mexico. Quốc hội Peru vào ngày 25 tháng 5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 65 phiếu thuận trên 40 phiếu chống và 2 phiếu trắng thông qua đề nghị xem tổng thống Mexico là ông Manuel Lopez Obrador là người không được hoan nghênh sau khi cáo buộc ông đã vi phạm các nguyên tắc không can thiệp vấn đề nội bộ của quốc gia khác. Lời đề nghị này yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ của Peru hãy có hành động cần thiết để bảo đảm là Tổng thống Mexico không được đặt chân tới lãnh thổ của quốc gia Nam Mỹ này. Hành động nói trên diễn ra trong lúc mối quan hệ giữa mexico City và Lima căng thẳng sau khi bà Dina Boluarte nhậm chức Tổng thống của Peru. Tổng thống của Mexico nói rằng bà Bolote là kẻ xoán ngôi và phản đối chuyển giao vị trí chủ tịch Liên minh Thái Bình Dương cho Peru. Liên minh này bao gồm Mexico, Peru, Chile và Colombia. Tổng thống của Mexico là nhân vật lãnh đạo nước ngoài thứ nhì bị Peru coi là người không được hoan nghênh sau Tổng thống Colombia là ông Gustavo Petro tổng thống của Colombia cũng công kích bà Boluarte và phương cách mà Peru ứng phó trước cuộc khủng hoảng chính trị và bất ổn xã hội. Hồi tháng 12 năm ngoái, Peru coi đại sứ của Mexico ở Lima là người không được hoan nghênh, đồng thời yêu cầu rời khỏi quốc gia này. Sau đó, Peru cũng triệu tập đại sứ tại Mexico City về nước hồi tháng 2. Serbia điều quân tới sát Kosovo, tổng thống Serbia lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và đưa quân tới sát Kosovo sau cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát tại vùng ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milo Vucevic ngày 26 tháng 5 thông báo, quân đội nhận lệnh điều động khẩn cấp tới sát Kosovo. Tại Kosovo đang diễn ra hành vi khủng bố nhằm vào cộng đồng người Serbia. Trước đó đụng độ nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát tại thị trấn Gjakova khi đám đông ngăn thị trưởng người Albania mới đắc cử bước vào văn phòng. Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán người biểu tình. Vụ đụng độ khiến 4 người bị thương và một xe cảnh sát bị đốt cháy. Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo phải điều một số phương tiện tới trung tâm thị trấn Gjakova sau cuộc đụng độ. Căng thẳng tại Kosovo leo thang từ năm ngoái sau khi chính quyền địa phương dự kiến tổ chức bầu cử tại các đô thị nơi đa số người Serbia sinh sống. Hàng loạt vụ nổ súng và chặn đường xảy ra khiến giới chức Kosovo sau đó hoãn cuộc bỏ phiếu tới tháng 4. Khoảng 50.000 người gốc Serbia sống ở bốn đô thị phía bắc Kosovo, trong đó có Zevkan, phản đối cuộc bỏ phiếu ngày 23 tháng 4 do yêu cầu về quyền tự trị cao hơn của họ không được đáp ứng. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại các địa phương này là 3,47%. Cộng đồng người gốc Serbia tuyên bố không làm việc với các thị trưởng thuộc đảng của người Albania vì không đại diện cho họ. Kosovo với diện tích khoảng 10.800 km2 là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận và tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Kosovo có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người gốc Albania phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hiệp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Nghi phạm chính trong vụ thảm họa diệt chủng tại Rwanda bị bắt giữ tại Nam Phi. Nhà chức trách Nam Phi cho hay, nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất trong thảm họa diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994, vừa bị bắt giữ ở thị trấn Para của Nam Phi sau hơn 20 năm lẫn trốn. Theo tin từ đài CNN, Fujian, Kajishima đã bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng an ninh nam phi và nhóm săn lùng tội phạm bị truy nã của trưởng công tố tòa án hình sự quốc tế. Tiến trình điều tra đã diễn ra tại nhiều quốc gia ở châu Phi và những khu vực khác trên thế giới. Nghi phạm này bị cáo buộc là đã đứng sau vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, tại một nhà thờ công giáo ở Nianjie trong cuộc diệt chủng vào năm 1994. Nghi phạm này đã chạy trốn các lực lượng thực thi pháp luật kể từ năm 2001. Tòa án quốc tế cáo buộc là Kajishima đã trực tiếp tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện vụ thảm sát ở Nianjie. Cáo buộc cho hay nghi phạm nói trên đã mua và phân phát xăng dầu để dùng phóng hỏa nhà thờ với hàng ngàn người tị nạn đang ở bên trong. Kajishima và những người khác cũng bắt cáo buộc là đã dùng xe ủi để hút đổ nhà thờ này sau vụ cháy. Trước đó, chương trình Phần thưởng tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ đã treo giải thưởng lên tới 5 triệu Mỹ Kim cho những ai có tin tức dẫn tới việc bắt giữ thủ phạm Kajishama và những nghi phạm khác có liên quan tới thảm họa diệt chủng đối với người Rwanda. Kajishama chính thức bị buộc tội tại một tòa án ở thành phố Cape Town vào ngày 27 tây tháng 5. Tướng Mỹ nói Ukraine khó sớm giành lại lãnh thổ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định Nga sẽ không thắng ở Ukraine, đồng thời cảnh báo khi khó có thể giành lại lãnh thổ trong thời gian tới. Theo ông Milley, các mục tiêu chiến lược ban đầu của Nga, trong đó có lật đổ chính phủ ở Kyiv, đều đã và sẽ không thực hiện được. Điều đó có nghĩa giao tranh sẽ tiếp tục, đẫm máu và rất khó khăn. Đến một lúc nào đó, hai bên sẽ đàm phán để giải quyết hoặc sẽ đi đến quyết định phân sự. Điều đó có nghĩa giao tranh sẽ tiếp tục, đẫm máu và rất khó khăn. Đến một lúc nào đó hai bên sẽ đàm phán để giải quyết hoặc sẽ đi đến quyết định quân sự. Trong khi đó, phó chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố cuộc xung đột này sẽ kéo dài có thể hàng chục năm, đó là một thực tế mới, điều kiện mới. Theo ông Medvedev, nếu chính quyền Ukraine đương nhiệm vẫn nắm quyền, diễn biến tiếp theo sẽ là 3 năm đình chiến, 2 năm xung đột và sau đó mọi thứ lặp lại. Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cáo buộc phương Tây đang cố tình làm mọi cách có thể để kéo dài và leo thang cuộc xung đột ở Ukraine, bằng cách tiếp tục viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang của Kyiv. Theo ông Shoigu, các nước phương Tây đang gây áp lực mạnh mẽ lên chính quyền Ukraine để đạt được những thành công chiến thuật trên chiến trường. NATO cũng đang sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để xây dựng lực lượng ở Đông Âu và triển khai vũ khí nhằm vào Nga và Belarus. Chính phủ Nga triệu hồi các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đến để phản đối lời phát biểu của ông Jeff Sullivan về vấn đề bán đảo Crimea. Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu tập các nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 26 tháng 5, để phản đối về lời phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, đó là ông Jack Sullivan. Phía Nga cáo buộc rằng ông Sullivan đã ủng hộ cho việc tấn công vào bán đảo Crimea Bán đảo Crimea nằm trên khu vực hắc hải đã bị nước Nga chiếm đóng từ tay Ukraine và đơn phương sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, thế nhưng quốc tế vẫn luôn công nhận Crimea chính là lãnh thổ của Ukraine. Bộ ngoại giao của Nga nói như sau: "Đã đến lúc Hoa Kỳ phải biết rằng bất kỳ hình thức gây hấn nào đối với Nga sẽ liên tục bị đáp trả ở mức độ mạnh mẽ nhất có thể." Nước Nga không nói rõ họ phản đối lời phát biểu nào của ông Jack Sullivan, thế nhưng có thể liên quan tới cuộc phỏng vấn của đài CNN hôm 21 tháng 5 vừa qua. Trong đó, khi đáp lại câu hỏi liệu Ukraine có nên sở hữu vũ khí có thể tấn công vào các mục tiêu của Nga ở Crimea hay không, thì ông Jack Sullivan trả lời như sau. Có, chúng tôi chưa đặt ra những hạn chế đối với việc Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ của chính họ bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Những gì mà chúng tôi đã nói đó là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ và vũ khí của phương Tây để tấn công nước Nga. Và chúng tôi tin rằng bán đảo Crimea vẫn là của đất nước Ukraine. Nga chuyển vũ khí nguyên tử đến Belarus, Mỹ phản ứng. Mỹ chỉ trích Nga vô trách nhiệm sau khi Nga và Belarus ký thỏa thuận về việc bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre tuyên bố: "Đây là một ví dụ nữa cho thấy Nga đang đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm và khiêu khích. Chúng tôi vẫn giữ cam kết phòng vệ tập thể của Liên minh NATO. Chúng tôi chưa thấy lý do nào để điều chỉnh chính sách nguyên tử của mình." Bà Jean-Pierre nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời khẳng định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử. Nga và Belarus ngày 25 tháng 5 ký thỏa thuận cho phép khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow vẫn duy trì kiểm soát và quyền ra quyết định đối với những vũ khí này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố, Nga sẽ bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật trên lãnh thổ Belarus tương tự cách Mỹ đã làm lâu nay trên lãnh thổ các nước đồng minh. Việc xây dựng cơ sở chứa những vũ khí nguyên tử chiến thuật này ở Belarus dự kiến hoàn tất vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong diễn biến khác, theo nguồn tin của Wall Street Journal, Nam Hàn đã đồng ý gửi hàng trăm ngàn quả đạn pháo tới Ukraine theo một thỏa thuận bí mật với Mỹ. Theo đó, Nam Hàn trước tiên sẽ vận chuyển đạn pháo tới Mỹ, từ đó chúng sẽ được chuyển tới Ukraine. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đối với Seoul khi nước này luôn từ chối viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev. Tuy nhiên cho đến nay cả Nam Hàn và Mỹ đều không xác nhận việc chuyển giao đạn pháo như Wall Street Journal loan tin, mặc dù cả hai đều thừa nhận có các cuộc đàm phán về vấn đề này. Phương cách mới mà Nga sản xuất vàng đưa ra các thị trường nước ngoài, đó là họ nung chảy và đúc lại rồi bán vàng sang Hoa Kỳ và châu Âu. Hiệp hội thị trường vàng bạc ở London đã ngừng nhập cảng vàng sản xuất tại Nga từ tháng 3 năm ngoái. Đến cuối tháng 8 cũng năm ngoái thì Anh Quốc Nhật Bản, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada và toàn khối Liên hiệp châu Âu cũng đều đã cấm nhập cảng vàng đến từ nước Nga. Tuy nhiên, số liệu xuất cảng cho thấy các nhà sản xuất vàng của Nga đã nhanh chóng tìm được thị trường mới ở các quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, thí dụ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Cộng. Hiện nay, ba quốc gia này đang cố gắng mua vàng của Nga với mức giá chiết khấu. Nhiều chuyên gia cho rằng kim loại quý này sẽ được nung chảy và đúc lại để rồi đưa tới thị trường của Hoa Kỳ và khối hiệp châu Âu. Theo hồ sơ hải quan của Nga, chỉ trong vòng một năm qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhập cảng tới 75.7 tấn vàng của Nga, tức là tăng từ mức chỉ có 1.3 tấn trong năm 2021. Còn Trung Cộng và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi quốc gia cũng đã nhập cảng khoảng 20 tấn vàng của Nga trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm ngoái tới tháng 3 năm nay. Tổng cộng, ba quốc gia nói trên đã mua tới 99.8% số lượng vàng xuất cảng của Nga trong giai đoạn này. Giám đốc của một hãng vận chuyển số lượng lớn vàng bạc của Nga tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiết lộ rằng, các công ty của Nga đã bán vàng ở mức giá chiết khấu khoảng 1% so với giá chung của thị trường thế giới. Người này cho hay phần lớn số vàng mà công ty của ông vận chuyển đều được đưa tới các nhà máy nơi mà vàng của Nga sẽ được nấu chảy và đúc lại. Riêng ông Louis Merkel là chuyên gia tại tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cho hay có khả năng vàng của Nga đã bị nấu chảy và được đúc lại, sau đó tìm đường trở lại thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Trước hành động này, chính phủ Washington đã cảnh báo các quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể không được tiếp cận với thị trường của nhóm G7 nếu tiếp tục giao thương với các nước chịu áp đặt lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. 50 triệu người trên thế giới sống trong tình trạng nô lệ hiện đại. Phúc trình của Walk Free, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Úc, cho biết Ước tính có 50 triệu người trên thế giới đang sống trong tình trạng nô lệ hiện đại, tức là bị lao động cưỡng bức hoặc kết hôn cưỡng bức. Con số này đã gia tăng 10 triệu người kể từ năm 2016. Trong số đó có đến hơn một nửa sống ở 20 quốc gia giàu nhất trên thế giới. Trong 6 quốc gia thuộc nhóm G20, có số nô lệ hiện đại lớn nhất, Ấn Độ đứng đầu với 11 triệu. Tiếp theo là Trung Quốc với 5,8 triệu, Nga với 1,9 triệu, Indonesia với 1,8 triệu. Thổ Nhĩ Kỳ với 1,3 triệu và Hoa Kỳ với 1,1 triệu. Các quốc gia có tỷ lệ nô lệ hiện đại thấp nhất cũng thuộc nhóm G20, đó là Thụy Sĩ, Na Uy, Đức, Hòa Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Ireland, Nhật Bản và Phần Lan. Phúc Trinh nhấn mạnh rằng lao động cưỡng bức xảy ra ở mọi quốc gia, trong nhiều lĩnh vực và ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng. Hầu hết các chính phủ G20 vẫn chưa hành động đủ để bảo đảm rằng chế độ nô lệ hiện đại không liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa nhập cảng vào quốc gia của họ và trong chuỗi cung ứng của các công ty mà họ hợp tác kinh doanh. Năm 2015, một trong những mục tiêu của Liên Hiệp Quốc được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua là chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại, lao động cưỡng bức và nạn buôn người vào năm 2030. Nhưng Walk Free cho biết sự gia tăng đáng kể về số người sống trong chế độ nô lệ hiện đại và hành động trì trệ của chính phủ cho thấy mục tiêu này còn lâu mới đạt được. Chính phủ Đức đang điều tra về một nhạc sĩ người Anh chơi nhạc rock nhưng mặc đồ giống như là phát xít Đức. Cảnh sát tại thủ đô Berlin đang điều tra rocker có tên là Roger Waters, 79 tuổi, thành viên của nhóm nhạc rock Pink Floyd vì người này đã mặc đồ biểu diễn giống đồng phục của Đức quốc xã trong chuyến lưu diễn tại một số thành phố của nước Đức. Cảnh sát tại Đức cho hay, chúng tôi đang điều tra về sự nghi ngờ kích động hận thù trong cộng đồng vì bộ quần áo của ông ấy mặc trên sân khấu có thể gợi nhớ về Đức Quốc xã vì bộ đồ này giống đồng phục của lính Đức Quốc xã. Phát ngôn viên cảnh sát của Berlin là Martin Hawek vào ngày 26 tháng 5 cho biết như trên. Nhạc sĩ Waters là một người ủng hộ cho Palestine và ông bị nghi ngờ mang tư tưởng bài do Thái ông đã bác bỏ và khẳng định bản thân ông chỉ phản đối các chính sách của chính phủ Do Thái mà thôi, chứ không phải toàn bộ cộng đồng người Do Thái. Trong một buổi hòa nhạc ở thủ đô Berlin vào hôm 17 tháng 5 vừa qua, nhạc sĩ này cũng cho chiếu tên của một số người đã chết, trong đó có Anne Frank, là một thiếu niên người Do Thái đã qua đời trong một trại tập trung của Đức Quốc xã. Bộ Ngoại giao Do Thái ngay lập tức lên tiếng phản ứng như sau. Chào buổi sáng tất cả mọi người, ngoại trừ Roger Waters, người đã dành cả buổi tối ở Berlin để xúc phạm ký ức về Anne Frank và 6 triệu người Do Thái bị thảm sát. Rocker Anh Quốc này theo lịch trình sẽ biểu diễn buổi tối cuối cùng trong chuyến lưu diễn tại nước Đức ở thành phố Frankfurt vào tối 28 tháng 5. Tuy nhiên, nhiều người tại nước Đức đang lên kế hoạch biểu tình bên ngoài địa điểm biểu diễn của ông. Chính quyền thành phố Frankfurt trước đó cũng tìm cách ngăn cản buổi biểu diễn của nhạc sĩ này, thế nhưng tòa án không chấp thuận với lý do là quyền tự do nghệ thuật. Roger Waters là người đồng thành lập ban nhạc Pink Floyd nổi tiếng từ năm 1965. Ban nhạc này được đánh giá là một trong những ban nhạc rock thành công nhất, đã bán được hơn 200 triệu album trên toàn thế giới. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.